Tôi là Quỳnh Thị Đồ, năm nay 83 tuổi, 1953, ở Nguyễn Bình Khiêm, hẻm 25/30, quận 1. Ở đây trước hết là quý Nam Cà, nó cứ đưa lên đầu cái mặt của nó, với lại cẳng chân tay chân nhức, đi nó yếu đuối lắm. Nó đi cũng thuốc này thuốc kia uống rồi nó cũng hết rồi nó cũng còn thấy đi thấy lại. Nhiều người cũng nói cái chỗ này mình cũng ra mình đi thử coi mình đi nhiều thuốc bác sĩ rồi mình xong thấy hết. Đi lại đây thì thấy cảm ơn là nó đỡ nhiều lắm. Mình thấy kết quả cẳng chân vô mấy cô này làm tay chân rồi nó cũng đỡ. Nhiều khi nó chạy tùm lum cô. Mới đi ban đầu thì cũng chạy trên này cũng chạy tùm lum. Nó chạy cái kiểu này là chắc không hết. Cái ráng mình phải kiên trì đi một năm mấy hai năm rồi cứ khỏe mình đi mệt thôi nha rồi cái làm riết là nó đỡ nhiều rồi ở đây bán cũng đầy đủ thứ bộ phận mình thấy vậy chứ mình nhiều khi ở nhà không có tới đây được mình mua cái đó mình làm tự mình nhờ con cháu làm đẩy thì nó cũng đỡ bớt vậy đó dầu đồ hay là những cách rất dụng cụ ở đây lựa cài rồi đó thành nhiều khi là cái tay đây là tôi thấy là kết quả trước hết. Họ có một cục bún vô đây để nó chản cái chỗ cục này không đẹp cái rồi mua cái hộp thuốc ở đây đó mình tha cái lưng đắp cái lưng kêu sáp hay những gì đó đó rồi cái nhờ mấy cô cho xin miếng này cô đắp vô đây cho tôi coi lần mình đi lần nó tiêu cái cục này à, vậy là mình thấy cũng có cái kết quả trước hết cái này trước cái đã rồi sau những cái này là nó từ từ bữa nay cũng đỡ rồi nhiều rồi sáng nó nhức cái đầu uống hai viên thuốc huyết áp vàng trước rồi tới đây mấy cô làm hơi nó đỡ dính chút thì giờ 2 tiếng đồng hồ thôi mình đi lại đây cho nó đỡ chứ giờ thuốc thì một lẻ mà mình đi cái chuyện này thì một lẻ nữa. Bây giờ tôi cũng chúc cho cô Ánh với lại chị em ở trong nhân viên trong này làm ráng có sức khỏe rồi mà làm dồi dào mà lo sức khỏe chị em chúng tôi tới đây.